sản đúng người miền Trung luôn. Hồi nãy hỏi con là nói chuyện nhỏ xíu rồi kêu qua con này sao nói chuyện nhỏ dữ vậy, không ngồi chép cái vai trẻ xuống gái vô đây là được biến thành gái hết rồi. Xin chào tất cả mọi người nha, rồi vô phanh tay luôn rồi bé Thiền, phanh tay đeo phanh tay vô em khuyên chọc cái lỗi luôn em chọc chung vô được không á, hay nó không có cái con móc đâu. Hello, xin chào các chị và các bạn nha. Các chị và các bạn nhận thấy em rồi, mình chia sẻ ba lúc bất kỳ một lần trên trang cá nhân và sau đó trả lời cho câu hỏi con gì không có xương nha các chị và các bạn ơi. Và câu hỏi mini game hôm nay mình cực kỳ dễ như vậy à. Các chị và các bạn nào biết đáp án của mình thì có thể xa liền ba lúc và một lần trên trang cá nhân để mình cùng nhau chơi mini game để săn một cái set bao gồm một chiếc áo sơ mi và chân váy nha các chị các bạn ơi. Rồi xin chào Đặng Kim Chi ạ. À. Rồi chào Hồng Lê Bảo Trâm. Hello các chị và các bạn nha, các chị và các bạn ơi. Hello các chị và các bạn nha. Các chị và các bạn nào đã thấy hâm rồi thì mình nhanh tay chia sẻ liền ba group và một lần trên trang cá nhân ạ. À. Rồi các chị và các bạn đã thấy em chưa ạ? À? Mạng hôm nay mình có ổn định không ạ? À? Vì trời hôm nay đang mưa nên là không biết mạng có ổn định không các chị các bạn ơi. Rồi chào Nguyễn Thị Kim Ngọc nha. Rồi con Dương Vô Lê ok. Con vuông chưa phải đáp án của mình đâu các chị các bạn ơi. Các chị các bạn ơi, một cái con này mà nó rất quen thuộc nha, không có xương mà nó rất quen thuộc các chị và các bạn nha. Mình share liền ba group và mình comment đã share giúp shop các chị và các bạn nha. Đúng rồi, hello mọi người, ai thấy shop rồi và một buổi chiều mưa như thế này thì mọi người làm gì? Chúng ta nằm ở nhà, nếu mà ai đang nằm ở nhà thì nhanh tay mở cái Facebook của siêu shop lên để chúng ta tham gia mini game là thứ nhất. Thứ hai nữa, sau đó chúng ta cùng săn các món đồ siêu hot nha. Hôm nay thì shop sẽ live sớm chứ không, shop bây giờ shop thời gian live của shop sẽ là đẩy về buổi chiều sớm nha, chứ shop không có live tối nữa nên các chị và các bạn tranh thủ vào săn nha mọi người nhé. Các chị và các bạn ơi, mình tranh thủ vào săn một cái combo cực kỳ xinh bao gồm một áo sơ mi và một chân váy sẽ dành cho chị nào có đáp án trùng với đáp án của shop nha các chị và các bạn. Và câu hỏi mini game ngày hôm nay là con gì không có xương, một câu hỏi cực kỳ dễ phải không ạ? Xe liền ba rút và comment đã xe kèm đáp án giúp shop các chị và các bạn nha. Con đĩa chưa phải là đáp án của shop nha. Rồi đã các bạn trả lời con đường chưa phải đáp án của shop à. Con vuông vẫn chưa phải đáp án của shop. Con mắt vẫn chưa phải đáp án của shop nha. Con sứa vẫn chưa phải đáp án của shop nha. Các chị và các bạn ơi, biết đáp án mình cứ comment, biết đâu mình sẽ là chủ nhân để một cái set siêu xinh bao gồm một áo sơ mi và chân váy không đồng của shop đâu các chị và các bạn ơi. Rồi con sâu vẫn chưa phải đáp án của shop à. Con dốc chưa phải đâu các chị các bạn ơi. Con người vẫn chưa phải nha. Con người thì quá đơn giản rồi đúng không ạ? Nên em sẽ... Mà con người có xương chứ sao không xương các chị các bạn ơi. Con này là phải không xương cơ. Quần áo quá đẹp. Cảm ơn anh Dũng Lavi nha. Anh Dũng Lavi nhớ mua cho. À, hôm nay mình vào mình có chương trình combo 99.000 và một xíu nữa là những món hàng 79.000 cực kỳ xinh các chị và các bạn, nhớ nhanh tay mình săn nha. Nguyễn Thị Tiết Nhung, xét chị mặc bao nhiêu tiền? Xét chị mặc áo có giá 79.000, chân váy có giá 79.000 nha. Áo từ 250 còn 79.000 và chân váy từ 250 còn 79.000. Con Dung ok như thủy, Dũng lên con nút chưa phải nha. Rồi con Dung chưa phải, Mỹ Lệ ơi, con Nghĩa chưa phải nha. Con Sứ chưa phải. Con xin chào, chào Hương Mi Phạm nha. Rồi Phan Thị Cẩm Ly, con dao chưa phải. Rồi con đĩa chưa phải các chị và các bạn nha. Con sứa chưa phải nha. Rồi mình cứ nói bậy là mình lóc nha. Rồi các chị và các bạn ơi, con gì đây. Comment bật cho em biết nếu các chị và các bạn. Comment đáp án nếu các chị và các bạn biết nha. Biết đâu mình sẽ là chủ sở hữu của một cái áo sơ mi và chân váy siêu xinh như tương tự như em đang mặc nha. Con bịch ruột chưa phải nha. Con nghĩa chưa phải. Con sứa chưa phải đâu các chị các bạn. Con mắt cũng chưa phải ạ. Rất nhiều con đúng không chị các chị và các bạn ơi. Con ruông chưa phải ạ. Con sông chưa phải. Con sòng chưa phải. Con nhộng chưa phải. Con mắt chưa phải. Con chim chưa phải. Rồi con nhộng chưa phải nha. Rồi các chị và các bạn ơi, các chị các bạn cứ nghĩ ra đáp án nào, cứ comment cho em. Biết đâu mình sẽ là chủ nhân của một set siêu xinh bao gồm một áo sơ mi và một chân váy ạ. Rồi con sâu, con sông, con tim chưa phải đâu ạ. Con đê chưa phải, con dao chưa phải nha. Rồi con gì đây các chị các bạn ơi. Con đĩa chưa phải nha. Con gì đây. Con sông chưa phải nha. Rồi con sâu chưa phải nha. Chưa phải đâu các chị và các bạn nha. Con đĩa chưa phải nha. Rồi con chuông dừa vẫn chưa phải à. Con dê vẫn chưa phải. Con dĩa vẫn chưa phải nha. Rồi
các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn đã nghĩ ra con gì chưa ạ? Con gì khác ngoài những con mà em đọc, những cái đáp án mà em đã đọc rồi là những đáp án không đúng nha các chị các bạn ơi, không đúng với đáp án của shop đâu. Thì bây giờ mình nhanh tay tìm một đáp án khác cho mình nha. Chia sẻ ba group nha. Đừng quên chia sẻ ba group một lần trên trang cá nhân nha các chị và các bạn ơi. Shop chuẩn bị lên câu trả lời con gì không có xương các chị và các bạn nha. Shop chuẩn bị sẽ gửi đáp án cho mọi người rồi. Nên các chị và các bạn mình nhanh tay mình chia sẻ đi các chị và các bạn ơi. Con mèo, con mèo đâu phải các chị các bạn ơi, con mèo mình vẫn có xương mà, con người vẫn có xương nha. Con gì mình không có xương cô các chị và các bạn ơi, không có xương nha. Con người vẫn chưa phải đáp án của shop nè. Rồi con gì đây, con sông vẫn chưa phải đáp án của shop nha. Bây giờ shop sẽ gửi ý cho mọi người nha, con này có hai từ cho thôi nha mọi người. Tức là bỏ từ con ra là chỉ có một từ, đi một từ còn lại nha mọi người nha. Và nhớ chia sẻ ba group và một lần trên trang cá nhân. Tại vì sao? Tại vì nếu mà sau cái like này sau khi mini game được công bố mà mình chưa có chia sẻ thì mình cũng không được nhận quà nha. Shop sẽ tặng cho chị nào bạn nào đã thực hiện đủ hai bước, đó là chúng ta đã share ba group vào một lần trên trang cá nhân, sau đó chúng ta comment đáp án nha. Con ma chưa phải này, con quỷ chưa phải thường ơi, con được, con này rất là đơn giản, mọi người đi theo cái hướng nè. Rồi bị gửi tiếp cho mọi người nha, đi theo cái hướng là thiên nhiên nha, đây không phải là động vật mà đây là một con của thiên nhiên. Rồi thiên nhiên là cái gì mọi người ơi, thuộc về thiên nhiên nha, không phải là động vật nha. Bỏ đáp án động vật ra đi mọi người ơi, con gì thuộc về thiên nhiên không phải động vật mọi người nhé. Con gì sẽ thuộc về thiên nhiên không phải động vật nha các chị và các bạn ơi. Con này thuộc về thiên nhiên nha. Chân váy bao nhiêu vậy ạ? Các chị và các bạn ơi, một chiếc áo như Hân đang mặc hay một chiếc chân váy như Hân đang mặc sẽ được bán với giá từ 250.000 còn 79.000. Giá này chỉ áp dụng trong live cho 10 bạn 10 chị nhanh nhất thôi nha. 10 bạn 10 chị nhanh nhất sẽ được chốt cái áo sơ mi này với giá 79.000 hay chân váy mà Hân đang mặc với giá 79.000. Một xíu nữa mình cùng nhau chốt nha. Sau chương trình mini game Hân sẽ bắt đầu cho mọi người chốt nha. Đúng rồi. Bây giờ thì nhanh tay trả lời nào. Bây giờ 200 view sắp tiếp tục gửi nha. Sắp lật cái từ đầu tiên luôn nha. Sau 200 view sắp sẽ bắt đầu lật luôn nha. 200 view sắp bắt đầu lật nha mọi người. Nhanh tay chia sẻ để kéo view lên nào mọi người ơi. Rồi con túi chưa phải nha các chị các bạn ơi. Con mương chưa phải nha. Con nước chưa phải, con hồ chưa phải. Con đò chưa phải ạ, con ao chưa phải nha. Cái này mình về thiên nhiên, các chị các bạn đang đi đúng hướng đó ạ. Đi đúng hướng rồi. Con suối chưa phải đâu ạ, con đò chưa phải nè. Mọi người đi đúng hướng rồi đó, vì mình cứ tìm ra cái con nào mà về thiên nhiên không phải là con vật nha. Nhanh tay mọi người, sắp có đáp án rồi nha. Rồi 200 view chưa mọi người, chia sẻ để được 200 view để sắp bắt đầu gợi ý luôn nè. Để lật cái từ thứ hai ra cho mọi người luôn nha. Con dốc chưa phải nha, con suối chưa phải mọi người nha. Con suối chưa phải nha. Con trên chưa phải các chị và các bạn nha. Con sông chưa phải. Người âm phủ chị ơi chị đây nè. Rồi con mộ chưa phải các chị và các bạn nha. Con mộ là con gì ta? Chị đây em ơi, em có gì em mình cứ nói nè. Đừng có mình kêu là mình đã mất một cơ hội nói rồi đó các chị và các bạn ơi. Con kênh, con rạch, con sông chưa phải đâu ạ. Con thuyền chưa phải đâu. Con kênh mình vẫn chưa phải nha. Chưa phải đáp án của shop nha các chị và các bạn ơi. Rồi con suối vẫn chưa phải đáp án của shop nè. Rồi con mương cũng chưa phải đâu. Mình đang đi đúng hướng. Còn con gì ta? Con gì mà thuộc về thiên nhiên mà nó không có xương đâu mọi người ơi. Con rắn chưa phải ạ. Con đèo chưa phải. Rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay chia sẻ liền ba group một lần trên trang cá nhân để mình trả lời cho câu hỏi con gì không xương ạ. Mình chuẩn bị, em chuẩn bị sẽ gợi ý cho mình câu trả lời rồi. Và câu trả lời em đã bật mí là cái con đó nó còn gồm hai từ nha, bao gồm từ con là còn một từ nữa các chị và các bạn nha. Bao gồm từ con là hai từ, tức là mình đã có một từ trong đó rồi và một từ các chị và các bạn chỉ đi tìm một từ nữa thôi ạ. Rồi các chị và các bạn ơi, con gì đây mọi người ơi, bây giờ gợi ý luôn nha. Con này rồi, gợi có chữ D bé, có chữ D. Rồi có chữ D nha. Và mình xin chúc mừng bạn. Bạn gì đây? Mình vừa thấy comment Nhật nhanh Lan, quá. Nhật Lan nha, xin chúc mừng bạn Nhật Lan. Gửi comment con D Nhật Lan ơi, inbox địa chỉ kèm số điện thoại bạn đã là người sở hữu phần quà của mini game rồi nha. Và bây giờ shop sẽ tiếp tục với chương trình combo rất là xinh. Và đầu tiên thì mình mở bán chương trình 79.000 nữa nha. 79.000 từ 250.000 còn 79.000. Một chiếc áo sơ mi ở trong, phối áo thun ở ngoài, phối sơ mi trệt vai các chị các bạn ơi. Trong phối thun, ngoài phối sơ mi trệt vai, 250.000 là giá gốc của sản phẩm này. Và bây giờ chỉ còn bán với giá 79.000. Giá này trong live cho 10 chị nhanh nhất hả? Qua 10 chị em không chốt nữa nha. Rồi các chị các bạn ơi, chân váy cũng tương tự nha. Chân váy
bãi này dưới 55kg mình vừa cũng dành cho các chị và các bạn dưới 55kg. Và các chị và các bạn ơi, có hàng ngọc trai rất xinh, kaki chất co giãn dưới 55kg mình vừa, áo cũng dưới 55kg mình vừa mình đặt cho em nha. 10 chị 10 bạn nhanh nhất sẽ được chốt từ 250 còn 79.000. Nhanh tay chốt cho em, áo comment cho em, áo kèm số điện thoại, kèm địa chỉ. Chân vải comment cho em, chân vải kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nha các chị các bạn ơi. 79.000 thôi nha. Đúng rồi, 350.000 còn 79.000. Mọi người ơi, shop sẽ gửi là shop sẽ thông báo lại nha. Áo của Hân đang mang được bán với giá 79.000 nha, và chị bán cho 10 chị 10 bạn nhanh nhất trong cái livestream này nha. Nếu mà sau livestream thì bộ áo này sẽ có là có giá là 250.000 nha mọi người nha. Đó, và 10 bạn 10 chị nhanh nhất sẽ được đặt cái áo này với giá là 79.000 nha. Mình chuẩn bị nghe mã rồi mình đặt nha. Ai muốn sở hữu áo này thì comment giúp shop là áo comment giúp shop là áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Còn ai muốn lấy cái chân kinh váy này cũng giá 79.000 thì nhanh tay comment giúp shop là váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Áo kèm số điện thoại kèm bài kèm địa chỉ hoặc là váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Nhanh tay comment giúp shop mọi người nha. Nhanh tay comment giúp shop áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Rồi em cho cái chị Hoài Thương chị đầu tiên là chị Hoài Thương chị đầu tiên 55kg trở xuống shop ba vừa nha. Chị Hoài Thương cho em địa chỉ nha. Rồi chị Hiền Vĩ chị thứ hai cho em địa chỉ nha. Các chị các bạn ơi, chốt hàng cho em địa chỉ liền nha. Chốt hàng cho em địa chỉ. Mấy cái mũ đằng sau, mũ vải có giá 99.000 các chị và các bạn nha. 99.000. Rồi các chị các bạn nha. Áo kèm số điện thoại, kèm địa chỉ, váy kèm số điện thoại, kèm địa chỉ để chốt được áo hay váy với giá từ 250.000 còn 79.000 nha. Chị Xem Vũ cho em địa chỉ à. Chị Hiền Vi cho em địa chỉ à. Chị Hoài Thương cho em địa chỉ à. Xem Vũ cho em địa chỉ các chị các bạn ơi. Các chị các bạn nào em nhắc tên cho em địa chỉ. Huyền Vy ơi, cho em địa chỉ liền chị Huyền Vy nha, em mới chốt hàng được. Rồi chị Khánh Huyền KH, đúng rồi, đặt hàng phải là như chị Khánh Huyền KH đầy đủ thì em mới chốt hàng nhanh được mọi người nha. Rồi các chị các bạn ơi, Khánh Huyền KH em chốt cho chị luôn nha. Áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ, chị mở nhận. Áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ, chị thiếu địa chỉ rồi chị mở nhận ơi. Chị thiếu địa chỉ thì em mới chốt hàng được nha. Rồi chị Nguyễn Hồng, ok em chốt em đã thấy địa chỉ của chị Nguyễn Hồng nha. Rồi áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ chị với 79.000. Chân váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ chị với 79.000 nha. Dành cho các chị các bạn dưới 55kg. Áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Ok Thu Trang một áo ok nha. Rồi chị Hoài Thương em thấy địa chỉ của chị, em cảm ơn chị ạ. Rồi áo sắp sẽ chốt lại các chị nào có tên cho sắp địa chỉ liền nha. Comment đúng áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ được sale sắp với giá 79.000 và sắp chỉ sale cho 5 chị cuối cùng nữa thôi. Ai lấy váy thì comment giúp sắp là váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi em chốt lại nè, chốt lại cho các chị và nhớ comment liền địa chỉ giúp em nha. Ok chị Hoài Thương thấy địa chỉ của mình, chị mở nhọn comment địa chỉ giúp sắp nha. Rồi chị Khánh Huyền cá em thấy địa chỉ rồi, cảm ơn chị nha. Chúc với chị Nguyễn Hồng áo comment địa chỉ giúp sắp nha, chị Nguyễn Hồng nha. Chị Huyền Vy ok, chị Huyền Vy ok comment địa chỉ giúp sắp nha. Chị Sen Vũ comment địa chỉ giúp sắp. Hoài Thương comment địa chỉ giúp sắp nha. Rồi nhanh tay đi mọi người, sắp chúc cho ba chị cuối cùng nha. Chúc cho Dũng La Vy áo ok, Dũng La Vy nha. Ok địa chỉ rất rõ ràng. Chúc cho Mở Nhọn ok, chị Mở Nhọn nha. Rồi em cảm ơn Dũng La Vy, em cảm ơn Mở Nhọn. Tiếp tục mình lấy áo. Chị Mạng Sùng ơi, Mạng mang KH Sùng ơi, cho em địa chỉ kèm số điện thoại nếu mình chốt nha. Chị Sen Vũ em thấy địa chỉ của chị rồi ạ. Rồi shop ở Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh nha các chị các bạn ơi. Rồi các chị và các bạn nhanh tay comment cho em nha. Áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ hoặc chân váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ chỉ với 79.000 thôi các chị các bạn nha. Đúng rồi, 79.000 mọi người ơi, sản phẩm thôi. Các chị và các bạn ơi, dưới 55kg em bao vừa cho mình nha. Rất là xinh luôn các chị các bạn nha. Áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ hoặc chân váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ nè các chị và các bạn. Rồi chúc cho Hương My, ok Hương My comment địa chỉ giúp shop nha, số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. Rồi ai muốn sở hữu cái áo này với giá 79.000 hoặc váy này với 79.000 sale rất là sốc thì nhanh tay comment giúp shop là áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ hoặc là váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chúng ta qua cái mini game rồi nên chúng ta đừng comment mini game nữa nha mọi người nha. Chúng ta xong mini game rồi nhưng nên là đừng có comment mini game nữa nha. Sắp chuẩn bị qua mẫu nha. Rồi 79.000 sắp sẽ sale cho ba chị cuối cùng nữa thôi nha. Ba chị cuối cùng sẽ được sở hữu áo hoặc váy của em với giá 79.000. Các chị áo comment, áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ hoặc chân váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ 79.000 mỗi sản phẩm thôi nha. 79.000 áo và hoặc 79.000 váy thôi các chị các bạn nha. Comment nhanh tay để mình sở hữu ngay một chiếc áo siêu xinh như em đang mang hay một cái chân váy siêu xinh như em đang mang chỉ với giá 79.000 từ 250.000 còn 79.000. Comment liền các chị và các bạn nha. Rồi ok chị Thùy Dung một áo. Chị Thùy Dung cho em địa chỉ nữa nha.
Rồi các chị các bạn ơi, nhanh tay chốt hàng đi chị. Các chị và các bạn ơi, còn đoàn áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ hoặc rồi vài kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Bây giờ em chuẩn bị qua mẫu 10 giây cuối cùng rồi các chị nha. Qua mẫu là 250 liền các chị và các bạn nha. Mình không có bán giá là 79.000 nữa đâu các chị và các bạn ơi. Nhanh tay comment nếu các chị và các bạn còn muốn sở hữu nha. Đúng rồi. Và mọi người ơi, sau cái chương trình này thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển qua chương trình combo 99.000 nha. Combo 99.000 nha. Rồi xong chưa mọi người ơi? Còn ai muốn đặt áo hay váy nữa nhanh tay comment cho shop nha. Bây giờ shop sẽ chuyển qua chương trình combo 99.000 nha. Vậy nhà hàng ok Thảo Nguyên nha. Thảo Nguyên có địa chỉ rồi. Ok Thảo Nguyên nha. Bây giờ em sẽ qua mẫu của chị các bạn ơi. Rồi, bé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình combo 99.000 nha. Cứ hai combo bất kỳ thì mỗi bộ sẽ có giá 99.000 nha mọi người nha. Hai combo bất kỳ thì mỗi bộ sẽ có giá 99.000 nha. Rồi xong chưa mọi người ơi? Bây giờ chúng ta hết cái chương trình 79.000 rồi nha. Chúng ta chuyển qua chương trình combo 99.000 nha. Hai bộ bất kỳ sẽ có giá 99.000 nha. Hai bộ bất kỳ trong line sẽ có giá 99.000, kéo cho nó bằng nhau bé. Hai bộ bất kỳ sẽ có giá 99.000 nha. Bộ đầu tiên đó là bộ của bé Thuyền đang mặc nha. Xin chào mọi người, Thuyền là sẽ là mẫu mới của siêu shop nên mọi người đó mọi người gửi lên cho ai ủng hộ Thuyền thì nhớ là vào đặt hàng với shop liền nha. Rồi đứng thẳng lên cho mọi người xem nha. Đây là cái form rất là dễ thương nha. Áo trễ vai đó, áo trễ vai cùng với một cái chiếc chân vải 3 tầng như thế này, vải rất là mềm nha. Cái bộ này vải đẹp lắm mọi người ơi. Đây là áo trễ vai nha, nó có cái phần nơ phía trên mọi người có thể thắt, mọi người có thể kéo trễ xuống nhiều. Đúng rồi, trễ nhiều hoặc trễ ít tùy nha. Còn không thích trễ vai thì mình có thể kéo lên luôn nha. Bộ này rất là xinh nha. Bộ này mã là như đây, B12 nha. Mã của bộ này là B12 mọi người nha. Ai muốn sở hữu B12 thì chúng ta cùng nhau để tay lên bàn phím rồi đặt B12 nha. Mã B12 này cho các chị và các bạn nào dưới 55kg nha. Dưới 55kg mình vô tư đặt này nha. B12 kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho shop nha. Và 99.000 một bộ áp dụng khi mình mua hai bộ bất kỳ trong line nha. Kết thúc line mình chỉ lấy một bộ thôi, giá sẽ là 129.000 nha. Dạ chị Bảo Ngọc ơi, hai bộ bất kỳ thì mỗi bộ sẽ là 99.000 nha chị Bảo Ngọc nha. Nếu mà chị chỉ mua một bộ thôi thì bộ đó sẽ có giá là 129.000. Nếu mua một bộ là 129.000, còn nếu mua hai bộ bất kỳ thì mỗi bộ sẽ có giá 99.000 nha. Nhanh tay đặt hàng và shop chị bán cái giá này trên livestream mọi người nha. Shop chị bán trên livestream, sau livestream thì bộ này sẽ trở về 250.000 nha. Rồi B12 em chúc cho chị Băng Hoài. Chị Băng Hoài comment ngay số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. Chị Băng Hoài comment số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Rồi B12 cho chị Băng Hoài, em đứng thẳng đây cho mọi người ngắm cái form. Dạ B12 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Dạ em cảm ơn. Cảm giác đồi gì đây, cảm giác đồi bồ gì đây. Ok em cảm ơn nha, đã khen. Ok chúc cho Phạm Khách Tiệt B12. Rồi nhanh tay comment giúp shop B12 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Dạ chị Thanh Tuyền à. Ok chị Thanh Tuyền nha, em biết rồi nha. Ok em biết rồi nha, chị Thanh Tuyền là khách quen của shop luôn. Bộ này đẹp lắm chị ơi. Rồi mã của bé Thuyền đang mặc là B12 nha. Đó B12 nha các chị và các bạn nha. Đó xin chào mọi người nha. Rồi chúc cho Nguyễn Phan Hoàng Yến B12 comment địa chỉ cho shop nha. Nguyễn Phan Hoàng Yến nha. Rồi nhanh tay B12 đi mọi người ơi. Bộ này sau livestream thì sẽ có là 250 nha. Bộ này sau livestream sẽ có giá là 250.000 và nhanh tay comment giúp shop là B12. Chúc cho Cao Hỏa Duy Vân B12 ok comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Comment D12 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để chốt bộ em đang show các chị và các bạn nha. Cao Hỏa Duy Vân địa chỉ. Rồi, Cao Hỏa Duy Vân cho em địa chỉ đi các chị và các bạn ơi. Các chị và các bạn chốt hàng mình muốn nhanh là mình có mã kèm địa chỉ kèm số điện thoại thì em sẽ chốt rất nhanh nha các chị các bạn ơi. Và các chị các bạn nhớ là mua hai combo bất kỳ để được giá 99.000 mỗi combo. Còn nếu một combo duy nhất sẽ có giá là 129.000 à. Rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay comment cho em biết nha. Rồi B12 mọi người nha. Ok 10 giây nữa sách thì chuyển qua B12. Và sau livestream thì mọi người mua giúp shop với giá là bao nhiêu mọi người ơi? 250.000 nha. Sau livestream vui lòng mua giúp shop bộ này với giá 250.000 và bộ này sẽ bán trong live với giá 99.000. Áp dụng khi mình mua hai bộ bất kỳ trong live nha. Rồi B12 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Đúng rồi, xe là được giá sale nha, mình phúc nha. Các anh tranh thủ chia sẻ rồi sau đó comment nha. Nhớ là một bộ thôi, kết thúc live mình chỉ lấy một bộ duy nhất thì sẽ là 129.000. Còn kết thúc live mình chọn hai bộ bất kỳ thì mỗi bộ sẽ có giá 99.000 nha. Ok qua mẫu luôn nha. Rồi chúc là Như Thảo B12. Như Thảo comment địa chỉ số điện thoại giúp shop luôn nha. Các chị và các bạn đặt hàng cho shop địa chỉ và số điện thoại qua mẫu đi. Rồi các chị và các bạn nếu mà đặt hàng thì nhanh tay cho shop địa chỉ số điện thoại luôn nha. Để shop gửi hàng nhanh nhất nha. Ok bây giờ mình chuyển mẫu nha mọi người nha. Rồi các chị và các bạn ơi, đến với mã em đang mặc được chị xinh nha. Các chị và các bạn ơi, một cái áo
mình phối chệch vai và phối một cái yếm ngò nha, dáng baby doll các chị và các bạn, đi kèm với một cái quần giả váy nha, và hai tầng rất là xinh, bèo nhẹ nhàng, rất là nữ tính, dễ thương luôn các chị và các bạn nha. Và các chị và các bạn, chốt combo này dành cho các chị và các bạn nào dưới 55kg nha. Dưới 55kg mình hẳn chốt combo này. Hai bộ là bao nhiêu? Hai bộ, mua hai bộ bất kỳ trong line, mỗi bộ có giá 99.000, tức là hai bộ 99 × 2 các chị và các bạn nha, là 198.000 nha. Rồi các chị và các bạn ơi, nguyên combo em đang mặc đây dành cho các chị và các bạn dưới 55kg nha. Các chị và các bạn nào muốn đặt combo này, mình hãy chốt với mã số là A13, B13 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ. Combo này vẫn áp dụng giá như những combo trước, đó là một combo duy nhất 129.000, hai combo bất kỳ trong line có giá 99.000 mỗi combo nha. B13 có địa chỉ rồi, ok Nhật Nam nha, mình chốt cho Nhật Nam nha. Các chị và các bạn có địa chỉ rồi, mình chỉ cần chốt mã thôi nha. Rồi các chị và các bạn chốt nhanh tay chốt cho em nha. Hoàng Thanh Tùng, em chốt B13 cho mình luôn à. Chốt B13 cho Hoàng Thanh Tùng luôn nha. Hoàng Thanh Tùng cho mình địa chỉ nha. Rồi các chị và các bạn, mình cứ tiếp tục chốt combo này nha. Combo đúng này siêu xinh, combo này rất là lạ nha. Ai mà thích cái phong cách kiểu như là nó lạ một tí đó, nó trễ vai mà nó lại có cái phần, có phần dây ở phía trên đó, nó phối hợp. Cái bé thử giữ cái chân váy lên cho mọi người thấy nha. Cái chân ở trước là, đây là cái chân váy phía đó, đây là cái váy phía trong nha, không phải là cái đầm. Đây là hai sản phẩm tách biệt nha, là gồm một chiếc quần và một chiếc áo nha. Đó, cái áo này nó rất là lạ. Cái áo này mọi người có thể phối với chân váy đen cũng được. Đúng không? Đúng rồi, sơ vinh cho mọi người nha. Có thể sơ vinh cho mọi người xem luôn nha. Rất là xinh luôn à, rất là xinh nha. Sản phẩm này đảm bảo các chị các bạn mua về không hề thất vọng luôn à. Đúng rồi. Rất là xinh luôn các chị và các bạn nha. Vải rất đẹp và combo này cực kỳ xinh luôn. Cô Huy một combo với B13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho em nha. B13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Combo này rất xinh các chị và các bạn nha. Rất rất xinh luôn. Rồi, ok, chúc cho chị Thùy Dung nha. Okay, Thùy Dung cho em địa chỉ luôn nha. Rồi các chị các bạn ơi, chốt hàng cứ cho em địa chỉ kèm mã hàng kèm số điện thoại là em sẽ chốt hàng rất nhanh cho mình luôn nha. Rồi em chuẩn bị qua mã B14 đây các chị và các bạn ơi. Rồi ok, chốt cho Nam Vân nha. Nam Vân, ok, Nam Vân cho mình địa chỉ nha. Wow, nữ tính, chị xinh quá. Rồi ok mọi người ơi, B13 là mã Hân đang mang nha. B13 rất là dễ thương nha. Đó, B13 xuất sắc luôn. Cái mẫu này về là ưng ý lắm luôn á. Tại vì cái form của nó khá là lạ. Lâu giờ là sắp cũng chưa có lên cái mã hàng như thế này. Nên là trong tủ đồ của mình nên bổ sung cái kiểu đồ mà nó lạ lạ một tí. Chứ đừng có mãi là lúc nào cũng sơ mi, lúc nào cũng là lúc nào cũng là sơ mi kín cổ cao tường, rồi lúc nào cũng là quần dài. Thì mình nên đổi cho mình các cái phong cách giải trung như thế này nha. Ok, chúc cho Hoài Thương B13. Ok chị Hoài Thương, chúc cho Hoài Thương B13 nha. Chị Hoài Thương cho em địa chỉ và số điện thoại nha. Quay đằng sau em xem. Ok, nãy chị có quay rồi đó em với chị và các bạn ơi. Nguyên Nga Nguyễn 60kg, em sợ mình không vừa nha, mình qua combo khác nha. Chị Văn Thị Túc chốt cho em, chốt cho Văn Thị Túc nha. 55kg thì mình vừa rồi, ba vừa rồi các chị các bạn ơi. 60kg chị Nga Nguyên ơi, 60kg mình qua combo khác mình mặc cho đẹp nha, em sợ nó hơi bị chặt một chút á. Rồi chị Hồ Kiên Cu Tiên bao nhiêu ạ? 129.000 một combo. Còn các chị mà các bạn chốt hai combo bất kỳ trong line sẽ có giá 99.000 mỗi combo nha. Rồi các chị và các bạn ơi, nhắc lại giá là nếu mọi người chỉ lấy một bộ duy nhất trong livestream này, giá sẽ là 129.000 nha. Một bộ duy nhất là 129.000. Còn mọi người chọn được trong livestream này hai bộ bất kỳ, hai bộ trở lên thì mỗi bộ sẽ có giá 99.000 nha. Em đóng thùng cho nó cao lên, đừng có sệ, đóng cao lên. Rồi các chị các bạn ơi, mình chốt combo em B13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi em thấy địa chỉ số điện thoại của chị Hoài Thương rồi, em cảm ơn chị nha. Rồi các chị các bạn ơi, chốt hàng cứ cho em B13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, em qua B14 ngay bây giờ đây các chị các bạn ơi. Ok mọi người nha. Rồi xong chưa, chị Văn Thị Túc cho sắp địa chỉ với chị nha. Chị Văn Thị Túc cho sắp địa chỉ. Quận 75 vừa không hả? Cái váy này hả? Không, quận 75 vừa chị ơi. Quận 75 cái váy thì vừa nha. Quận 75 vừa. Quận 75 mình vừa nha chị ơi. Quận 75 thì chị có thể đặt bộ này nha. Rồi các chị và các bạn ơi, bụng 75 chị Mai Hồng Vân, chị Nguyên Nga Nguyên ơi, chị Nga Nguyên cho em địa chỉ và số điện thoại để chốt combo này nha các chị và các bạn ơi.
Ok, xong chưa mọi người ơi? B13. Rồi có ai muốn sở hữu B13 thì nhanh tay comment cho Sắp nha. Bây giờ Sắp chuẩn bị chuyển qua B14 nha, rất là xinh luôn. Rồi 99.000 áp dụng khi mua 2 bộ bất kỳ trong live nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ, giá sẽ là 129.000 nha. Rồi tiếp theo đó, em nhận được hàng ưng lắm à, cảm ơn Xuân Suna rất là nhiều đó. Các chị các bạn mà nhận hàng mà feedback cho shop nữa không gì, không có lời nào mà để cảm ơn mọi người cho hết luôn á. Rất là cảm ơn Xuân Suna nha. Vừa thì cho chị bên, dạ ok chị Nga Quyên nha. Bụng nếu mà eo chị 75 thì vừa chị Nga Quyên nha. Eo chị 75 thì vừa nha. Chị Nga Quyên comment số điện thoại địa chỉ giúp em nha chị Nga Quyên nha. Chị Nga Quyên comment số điện thoại và địa chỉ giúp em nha. Bây giờ shop sẽ chuyển qua B14 là đó là sự kết hợp của một chiếc chân vải ren nha. Đó, rất là xinh. Các chị thấy đây là Thuyền nha mọi người nha. Xin giới thiệu với các chị và các bạn, đây là bé Thanh Thuyền, Thu Thuyền. Đó. Minh Thuyền. Minh Thuyền à, Minh Thuyền. Đó Minh Thuyền sẽ là siêu mẫu mới của siêu shop, nên là các chị các bạn nhớ ủng hộ cho Minh Thuyền nha. Rồi Minh Thuyền sẽ tiếp tục sau mã B14 này. B14 đây là một chân vải ren. Chân vải ren dài phối hợp với lại một chiếc áo, một chiếc áo. Cái áo này theo cổ banter. Đây là gọi là cổ banter mọi người nha. Nó có hai cái tay sọc như thế này. Nó tạo một cái điểm nhấn rất là hay cho chiếc áo trắng này nha. Áo trắng mà phối hợp vải ren nhìn rất là xinh. Dạ ok chị Nga Quyên, em chốt với chị rồi nha. Em cảm ơn chị Nga Quyên nha. Chị thêm B13, dạ ok chị Thanh Thủy, chị thêm B13 ok, em chúc chị Thanh Thủy nha. B13 là rất xuất sắc luôn các chị ơi, vải nó đẹp lắm. Rồi bây giờ mình đến với B14 các chị nha. Bé Thuyền đang lên mẫu B14 cho các chị và các bạn chọn nè. B14 nha các chị nha, cũng 99.000 khi mua 2 bộ bất kỳ trong live nha. Kết thúc live mà các chị chỉ có lấy một bộ thôi thì giá sẽ là bao nhiêu các chị ơi? Giá sẽ là 129.000 nha. Nên tranh thủ đặt trong lúc livestream đang diễn ra nha. Và lùi giúp shop là sau livestream, nếu mình không có cầm, mình không có coi livestream á mà mình đặt luôn á, mà mình inbox mình đặt shop á thì bộ này sẽ có giá 250.000 nha. Không xem live mà inbox đặt thì bộ này sẽ có 200, sẽ có giá là 250.000 nha. Rồi, ai muốn sở hữu B14 của bé Thuyền đang mang thì comment giúp shop là B14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ các chị nha. B14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Cái váy ren này không á, giá thị trường đã bán là ít nhất là phải là 150.000 rồi các chị biết. Các chị có thể tham khảo nha. Cái váy ren như thế này giá thị trường đã bán cỡ 150.000 rồi. Nhưng bây giờ shop bán áo và váy luôn 99.000, mọi người tin được không? Đó, B14 nhanh tay giúp shop mọi người nha. B14 chốt cho Nguyễn Hương Quỳnh. Ok Nguyễn Hương Quỳnh comment địa chỉ giúp shop nha. Dạ chúc các chị Nguyễn Minh Dương B14. Ok Nguyễn Minh Dương comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Rồi nhanh tay comment giúp shop. Văn Thị Túc comment địa chỉ cho shop nha. Chưa thấy Văn Thị Túc cho địa chỉ nha. Rồi ai đặt hàng hãy cho shop địa chỉ luôn nha. Tại vì có địa chỉ thì shop mới làm hàng rồi gửi đi cho mọi người nhanh nhất nha. Rồi mọi người ơi, đặt hàng cho shop địa chỉ luôn nha. B14 nha. Chuẩn bị qua mẫu B15 mọi người nha. Rồi B14 chuẩn bị qua mẫu B15 các chị các bạn nha. Mình đặt hàng, mình tranh thủ đặt hàng trong 10 giây giúp shop nha. Mình bán, mình áo bán không shop. Chị Huyền Vy ơi, áo shop vẫn bán nha, với giá 99.000 nha chị Huyền Vy. Chị Huyền Vy lấy comment áo cầm số điện thoại kèm địa chỉ. Nếu mà chốt nguyên một combo thì mình cũng có giá 99.000, áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ. Còn nếu chốt áo mình cũng có giá 99.000 luôn các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn chốt thì mình nhanh tay mình chốt liền nha. Rồi ok, thì qua mẫu luôn. Rồi bây giờ mình sẽ qua mẫu của chị các bạn nha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua B15 mọi người nha. B15 rất là xuất sắc đây đó. Hàng hôm nay về toàn là hàng đẹp, mà các cái form trẻ vai rất là đẹp nha. Form trẻ vai siêu đẹp luôn. Chị nào mà xem cái livestream này sẽ chọn được cực kỳ, nếu mà chị nào thích cái trẻ vai thì sẽ chọn được cực kỳ nhiều mẫu nha. Rồi các chị các bạn ơi, mẫu em đang mặc đây một cái trẻ vai vàng, nhún vai rất xinh luôn các chị và các bạn nha. Nhún vai tay lỡ rất xinh à. Và các chị và các bạn ơi, đi kèm với đó một chân váy 3 tầng có lớp quần bên trong nha. Có lớp quần bên trong và nguyên một combo bao gồm áo sơ mi và chân váy em đang mặc đây từ 250.000. Bây giờ mình chỉ có giá là 129.000 dành cho các chị nè. Và các bạn nào mua một combo duy nhất, còn nếu mua hai combo bất kỳ sẽ có giá là 99.000 mỗi combo nha. 99.000 mỗi combo. Các chị và các bạn ơi, khi mình mua hai combo bất kỳ thì sẽ có giá 99.000 mỗi combo thôi, nên các chị các bạn nhanh tay mình chốt liền hai combo đi các chị và các bạn ơi. Rồi các chị và các bạn nào chốt mã của em đang mặc thì mình nhanh tay comment cho em B15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. B15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi Phạm Cất Tiệp, ok Phạm Cất Tiệp nha. Rồi các chị và các bạn ơi, B15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để chốt mã em đang mang nha. Chị Vũ Đào, ok chị Vũ Đào nha. Rồi các chị các bạn ơi, chốt hàng cứ comment số điện thoại kèm địa chỉ kèm mã cho em nha. Rồi
rồi Nguyễn chồng chị, Nguyễn chồng chị anh thấy số điện thoại và mã của mình rồi ạ. À. Okay, Nguyễn chồng chị nãy mình đã có địa chỉ rồi đúng không ạ? À? Rồi các chị và các bạn ơi, bây giờ các chị và các bạn tiếp tục chốt đi nha. Vì em chuẩn bị qua mẫu này trong 20 giây nữa rồi. Mọi người ơi, các bạn rồi. Mình tiếp tục chốt nha. Mỗi mẫu sẽ được lên cực kỳ nhanh để các chị và các bạn xem được nhiều mẫu nha. Tại vì chương trình, mỗi chương trình livestream thì nó không có dài. Nên là các chị và các bạn ưng mẫu nào là đang tranh thủ đặt liền nha. Ưng mẫu nào tranh thủ đặt liền giúp shop. Tại vì sau livestream thì mỗi bộ sẽ có giá 250 nha mọi người nha. Các chị và các bạn ơi, dưới 55kg em ba vừa nha. Chị Vân Thị Tốt ơi, 57kg, bộ lúc nãy 57kg mình vừa đó chị. Nên chị comment cho em địa chỉ và số điện thoại đi nha. Chị Vân Thị Tốt ơi, chị chua cho em số điện thoại nữa. Rồi chị hỏi còn bộ này thì 55kg mình vừa thôi các chị và các bạn nha. Bộ này thì 55kg và số điện bộ này 55kg mình vừa thôi các chị và các bạn nha. Rồi chị Hoài Thương, ok chị Hoài Thương nha. Chị Hoài Thương có địa chỉ và số điện thoại rồi ạ. Rồi các chị và các bạn ơi, chốt combo em đang mặc cầm tay cho em B15 cầm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị các bạn ơi. Bộ này rất là xinh, các chị và các bạn nào mà chốt là đảm bảo là rất là đáng đồng tiền bát gạo luôn các chị và các bạn nha. Rất là dễ kết hợp đồ nè, vừa dễ kết hợp đồ, vừa rất tôn dáng, vừa rất dễ mặc nữa. Rồi miễn tiền, ok chị miễn tiền nha, cho em địa chỉ luôn nha. Hôm nay chưa có rồi. Rồi miễn tiền là trước em đã có địa chỉ của chị rồi. Rồi các chị các bạn ơi, cứ có địa chỉ và số điện thoại bên em rồi thì mình chỉ cần comment mã thôi các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn nhanh tay comment cho em biết các chị và các bạn nha. Ok, B15 và chúng ta 10 giây cuối cùng để qua B16 nha các chị và các bạn nha. B16 sẽ được lên trong ít giây nữa nha. Đó, hàng hôm nay về là siêu dễ thương luôn nha. Hàng hôm nay trẻ vai về rất là đẹp luôn nha. Rồi chúng ta chuẩn bị lên B16 các chị và các bạn ở cùng nhau ngắm nha. Rồi bây giờ mình lên B16 đây. Dạ chị Hiền Khác ơi, nếu chị mua một bộ, chị Hiền Khác ơi nghe rõ giá giúp shop nha. Nếu mà mình mua một bộ thì là 129.000. Còn nếu chị chọn hai bộ bất kỳ trong cái livestream này thì mỗi bộ sẽ có giá 99.000 mọi người nha. Mỗi bộ sẽ có giá 99.000 nha. Nếu mà mình mua hai bộ bất kỳ thì mỗi bộ 99.000 chứ không phải là tổng hai bộ là 99.000 đâu các chị nha. Rồi còn nếu kết thúc live mà các chị chỉ có lấy một bộ duy nhất thì giá bộ đó sẽ là 129.000 nha chị Hiền Khác nha. Rồi bây giờ mình đến với mã B16 nha. Nhanh tay đặt hàng B16 này rất là dễ thương nha. Ok Văn Thị Cốt em thấy địa chỉ rồi nha. Bây giờ mình đến với B16 này, xinh đẹp luôn. B16 là sự kết hợp của một chiếc áo màu xanh rêu. Mọi người ơi, cái tông màu rêu này rất là hiếm, vải của nó không có nhiều nha. Nên là về được cái màu rêu nào thì rất là hot luôn. Cái màu rêu rất là đẹp nha. Lên da cực kỳ sáng da và nó không có kén cái màu da của mình. Có cái màu rêu như thế này nha. Mình phối hợp một cái chiếc đeo quần vải nha. Quần vải ngồi lên ngồi xuống vô cùng thoải mái. Mình có cái hàng nơ phía trước và có hàng nút mình nhìn tạo điểm nhấn rất là hay cho chiếc váy này. Cái màu nó rất là lạ, đó là màu nâu đất mọi người nha. Nâu đất mà đi với rêu đó là sự kết hợp nhìn rất là dễ thương đúng không? Dễ thương. Và nếu mà các chị mà mua về có thể tách ra cái quần này, cái quần váy này có thể mặc với các áo khác cũng được. Cái chiếc áo rêu này mình mặc được rất là nhiều màu nha, phối được rất là nhiều màu. B16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho shop nha. Nếu muốn sở hữu combo này comment giúp shop là B16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Ok chị Văn Thị Tốt nha, em cảm ơn chị nha. Ok chị Ngọc Dung nha, em thấy rồi nha. Ok chị cứ comment cho em là em sẽ thấy cái đơn hàng của mình, ghi nhận đơn hàng của mình rồi nha. Lúc nãy em có chốt cho chị rồi. Ok B16 nhanh tay comment giúp shop B16 nha. Dạ Văn Tuấn, ok Văn Tuấn nha. 57kg vừa không? Dạ B16 này vừa nha. B16 cái quần là lưng thun á các chị và các bạn ơi. Quần lưng thun thoải mái lắm. Còn cái áo á thì cái form của nó cũng không biết là cái tay chị có to không. Nếu mà cái tay chị nhỏ thì mặc cái áo này vừa nha. Còn nếu mà tay chị to thì chị chọn một khác giúp shop nha. B16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chúc các chị Thu Thủy Hà. Chị Thu Thủy Hà, ok đây là bộ thứ hai của chị nha. Các chị và các bạn nếu đã cho địa chỉ số điện thoại thì chỉ cần comment mã thôi nha. Shop sẽ ghi nhận đơn hàng của mình nha. Không cần comment là số điện thoại địa chỉ đâu nha. Ok chúc cái Thành An, ok chúc cho Hiền Khác nha. Hoài Thương. Rồi em chúc cho chị Hoài Thương nè. Các chị và các bạn ơi mua hàng mình nhớ chắc chắn để mình được có hủy có đổi các chị và các bạn nha. Thì vì bên em chốt đủ số lượng rồi mình mới ngưng, nên là các chị và các bạn cố gắng là mình chắc chắn với quyết định của mình các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn nào đã chốt B16 rồi, anh rất ưng ý B16 mà mình chưa chốt thì mình nhanh tay chốt liền đi các chị các bạn ơi. Em chuẩn bị qua 20 giây nữa em qua mẫu rồi, nên mình chốt B16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn ơi.
Ok các chị ơi. Ok chị Hiền Khác nha. Hiền Khác cho shop địa chỉ với nha. Hiền Khác nhớ chọn thêm một bộ nữa để được giá 99.000 một bộ chị nha. Còn nếu kết thúc live chị chỉ có lấy một bộ duy nhất thì bộ đó sẽ có giá là 129.000 nha chị Hiền Khác nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng chuyển qua B17 nha. B16 quá xuất sắc luôn. Nói chung là hôm nay chị nào mà xem cái giờ livestream giờ chiều á thì toàn là hàng mới về thôi. Nên là rất là đặc biệt nha. Nói chung là chị nào mà tại vì cái giờ này nó sẽ kén người xem nên là em sẽ cũng sẽ xem cái em cũng sẽ show các sản phẩm đặc biệt tại vì số lượng nó không có nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ qua mẫu B17 nha mọi người nha. Nhớ là từ bộ thứ hai trở lên mỗi bộ chỉ có một giá là 99.000. Còn kết thúc live duy nhất mình lấy một bộ duy nhất thì sẽ là 129.000 mọi người nha. Ok, 62 kg có không chị? 62 kg một xíu nữa em sẽ lên nha. Combo 62 kg một xíu nữa em sẽ lên nha. Thôi các chị và các bạn ơi, nguyên một combo bao gồm 1 kg áo sơ mi có lệch vai nha. Áo sơ mi có một phần lệch vai, một phần trễ vai một bên rất xinh, đi kèm với một chân váy. Và các chị và các bạn ơi, ở trên là phối vải bèo, ở dưới là phối phối xếp ly rất là xinh nha. Nguyên combo em đang mặc giá gốc từ 250.000, bây giờ chỉ có giá là 99.000 thôi các chị và các bạn nha. 250.000 còn 99.000 áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong la nha. Và một combo duy nhất mình sẽ có giá 129.000. Chốt cho em B17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. B17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, combo này dành cho các chị và các bạn 55 kg à. Combo này rất dễ vô tư nha các bạn nha. Hồi xưa ơi, 50 kg là mình vô tư mặc nha, đừng lo nha. 50 kg là em mặc bộ nào cũng vừa luôn. Tại vì hàng bên shop thì đa số là S, M cỡ, các bạn người là S, M thì vô tư đặt nha. Rồi bộ của Hân đang mang là B17 nha, rất là xuất sắc luôn. Nhanh tay đặt giúp shop nha, tại vì shop chỉ còn 4 mã hàng cuối cùng thôi. Các chị nhanh tay đặt giúp em nha. Rồi các chị các bạn nhanh tay đặt giúp em nha. Long 2000 ok, chốt cho Long 2000 cho mình địa chỉ và số điện thoại. Chị Văn Thị Cúc ơi, em vẫn chưa nhận được địa chỉ của chị. À trời, em thấy địa chỉ của chị rồi nha. Rồi chị Như Tâm, ok em chốt cho chị Như Tâm cho em địa chỉ luôn nha. Chị Nguyễn thì lên cho em địa chỉ luôn à. Chị ơi, các chị các bạn ơi, đặt combo này đảm bảo mình không tiếc đâu các chị các bạn. Vì một cái áo trắng thì các chị và các bạn luôn luôn phải có trong tủ đồ. Và một cái chân váy đen cũng vậy các chị các bạn ơi, kết hợp đồ gì mình cũng được hết. Kết hợp đồ gì cũng được hết. Vì những cái màu này màu rất cơ bản, rất dễ mặc đồ nha. Chị ơi, em đang tư kiếm mình vừa không? Mình bao vừa cho em nha. Mình bao vừa, shop bao vừa cho em luôn. Dưới 55 kg thì shop bao đẹp cho mọi người luôn nha. Rồi các chị và các bạn, bao nhiêu vậy à? Một combo duy nhất 129.000, hai combo bất kỳ, mỗi combo sẽ có giá 99.000 các chị và các bạn nha. Đúng rồi, sắp nhắc lại giá cho chị nào mới vào nha. Nếu mình chỉ mua một bộ duy nhất trong cái livestream này thì giá bộ đó sẽ là 129.000 đồng giá luôn nha. Bộ nào cũng như vậy nha. Còn kết thúc live là mình chọn từ hai bộ trở lên thì mỗi bộ sẽ chỉ có giá là 99.000 nha. Hai bộ trở lên thì mỗi bộ chỉ có giá là 99.000 nha. Rồi 40 kg mặc vừa nha chị Hanali, nhanh tay đặt cái shop nha. Nói chung là từ 40 đến 55 kg là vô tư mặc nha. Tại hàng này thì nó rất là dễ mặc ấy. Với lại cái form của nó theo cái size của S và M nên là rất là dễ mặc nha. 40 kg vô tư nha. Hanali nhanh tay comment giúp shop nha. Mã của Hân đang mang là B17 nha. B17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Mà em đang mang là B17 nha các chị và các bạn ơi. B17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi các chị và các bạn chốt nha, mình tiếp tục chốt nha. Thương phụ chị cảm với cái live chưa? Rồi các chị và các bạn, lấy áo này nữa. Tí lấy chân váy khác được không ạ? Không được đâu các chị các bạn nha, mình không có đổi được nha. Tại vì đổi rất là dễ lộn đơn của khách hàng, rất là phiền khách hàng nên bên em đã không còn chính sách đổi nữa rồi các chị và các bạn nha. Rồi các chị các bạn nào chốt thì cho em mã là B17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi bây giờ em sẽ chuẩn bị qua mẫu chân và dây nữa nha. Các chị các bạn đặt thì mình tranh thủ đặt à. Rồi. Bây giờ sắp sẽ qua mẫu tiếp theo, đó là B18 nha. Ok, bây giờ mình đến với B18 siêu xinh luôn. Trời ơi, thì mặc bộ này rất là xinh luôn. Đó, cô gái Minh Thiền của chúng ta nhìn rất là xinh trong cái tông màu pastel, sơ mi pastel như thế này nha. Sơ mi pastel như thế này, mình phối với một cái chiếc chân váy xòe như thế này, xinh ơi là xinh nha. B18 là mã của bộ này nha. Thiên thần xinh gái dễ thương và dạ cảm ơn Minh Tý nha. Rồi đây là B18 nha.
mọi người nha. B18 nha. B18 đó là một chiếc áo hồng như thế này, áo hồng phong pastel như thế này nha. Đó, với một chiếc chân váy có lưới ở dưới như thế này. Ờ đó. Sơ mi hồng dễ thương xỉu chị. Đúng rồi, mẫu sơ mi này dễ thương xỉu luôn. Đó, B18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho shop nha. Shop chỉ còn 4 mã hàng nữa thôi, các chị và các bạn tranh thủ đặt hàng nha. 4 mã hàng nữa thôi và toàn là siêu phẩm nha, cứ về sau là càng siêu phẩm nha. Ở bé Thuyền eo rất là nhỏ luôn, eo vừa cỡ 56 thôi. Đó, nên là cái váy nó rộng một tí. Thì các chị nào mà cỡ 40 đến 55 kg thì vô tư đặt bộ này nha. Cái bộ này cái form áo sơ mi nó form suông á. Còn cái trên váy này á thì cái vải cái phần lưng của nó có co giãn nhẹ nên mình cứ yên tâm nha. B18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Nhanh tay comment giúp shop B18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Ok, Hữu Khang nha, chúc cho Hữu Khang B18 rồi nha. Rồi chúc cho chị Ngọc Dung thêm B18 ok, em cảm ơn chị nha. Chúc cho Nhàn Luyện B18 ok, lúc nãy là live trước á, sắp có gọi cho mình đó, mình nhớ nghe máy nha Nhàn Luyện nha. Tại nãy gọi không có được á. Ok Nhàn Luyện, em chúc thêm bộ này B18 nữa nha. Nhanh tay comment giúp shop B18 rồi đứng thẳng cho mọi người ngắm đi, em không cần xoay nhiều đâu. Rồi B18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. B18 nha. B18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ xong chưa mọi người ơi? Còn ai muốn sổ B18 thì nhanh tay cầm lấy shop nha. Tại vì shop chỉ còn 4 mã hàng nữa thôi các chị và các bạn ơi. Và nếu mà sau livestream thì mọi người vui lòng đặt giúp shop với giá là bao nhiêu? 250.000 nha. Sau livestream mỗi bộ sẽ có giá 250.000 nha. Chúc cho Hoài Thương thêm B18 nha. Ok Hoài Thương, nãy giờ là mình được 4 bộ, 3 bộ, 3 bộ nha Hoài Thương nha. Hoài Thương nãy giờ được 3 bộ nha. Ok Hoài Thương nha. Rồi B18 còn ai muốn lấy B18 thì nhanh tay cầm lấy shop nha. Chúng ta chuẩn bị chuyển mẫu B19 rồi các chị và các bạn ơi. Mỗi mẫu sẽ lên cực kỳ nhanh cho mọi người lựa chọn nha. Mỗi mẫu sẽ lên cực kỳ nhanh để mọi người lựa chọn, để mà chúng ta có thật là nhiều đơn chọn, chúng ta có thật nhiều lựa chọn cho mình nha. Ok, cảm ơn Hoài Thương nha. Bây giờ mình chuẩn bị chuyển qua B19 nha. B19 sắp được lên nha. Và sắp chỉ còn 3 mã hàng nữa thôi các chị và các bạn. Nào vào trễ thì mình cứ đặt hàng, sau livestream thì mình cứ kéo lại mình xem lại vẫn được tính nha. Sau livestream mình kéo lại mình xem thì vẫn được tính là 99.000 một bộ nha. Nhưng mà chỉ áp dụng cho chị nào đã đặt được một bộ trong live rồi sau livestream mình xem thêm một bộ nữa là được nha. Ok Hải Thương. Rồi bây giờ mình đến với B19 nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua B19 nha trong ít giây nữa nha. Rồi các chị các bạn ơi, đến với B19 nha. B19 là mã em đang mặc đây các chị các bạn ơi, một chiếc áo sơ mi trắng tay lưới rất là xinh à. Và cái mã này thì cái vải sơ mi trắng này rất là thoáng mát nha các chị và các bạn nha. Rất thoáng, rất mát luôn. Và các chị và các bạn nào mà tín đồ của những cái áo sơ mi trắng nhẹ nhàng thì nên là chốt bộ này nha. Một cái áo sơ mi trắng đi kèm với một cái quần siêu xinh luôn các chị. Vải cái quần kem nha. Vải kate nha các chị các bạn ơi. Một cái quần kem, một cái quần vải kem 2 tầng. Nguyên combo mà em đang mặc từ 250.000 bây giờ chỉ còn có giá 99.000, áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ. Một combo duy nhất có giá 129.000. Rồi các chị các bạn nào chốt combo em đang mặc thì mình nhanh tay comment cho em là mã B19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. 95kg em bao gồm cho combo này à. Đúng rồi, B19 rất là xinh luôn nha. Xuất sắc quá, một chiếc chân váy kem nhẹ. Chị Cảm ơi, hàng shipper hả? Em hỏi gì Cảm kìa. B19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ shop nha. Rồi em chốt cho Nguyễn Ngọc Bảo Trân à, cho em địa chỉ nha. Rồi chị Nga Quyên, 60kg vừa không à? Cho bộ này à? Em sợ bộ này mình không vừa đâu các chị các bạn ơi. À một. Rồi em chốt cho chị Hải Lý nha. Chị Hải Lý cho em địa chỉ nha. Chị Hải Lý ơi, Bùi Tiết Hạnh cho em địa chỉ nha. Rồi các chị và các bạn ơi, mình trang tay cho em, comment cho em B19 kèm địa chỉ kèm số điện thoại nếu chốt combo mà em đang mang nha các chị các bạn ơi. Rất là xinh luôn các chị các bạn. Đây một combo như em đang mang rất là xinh nha. Rồi nhanh tay chốt cho em nha. Rồi chị Bùi Tiết Hạnh, ok cho em địa chỉ liền các chị và các bạn nha. Chốt B19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu các chị các bạn chốt nha. Shop okay, em có đặt hai áo sơ mi bị chọn. Được. Được nha Hiền Vy ơi, được nha Hiền Vy nha. Chấp thủ mình đặt đi Hiền Vy ơi. Còn 2 bộ nữa thôi. Chỉ còn 2 combo duy nhất sẽ được lên trong một chút nữa nên các chị và các bạn mình tranh thủ nha. Đúng rồi, rồi ai muốn lấy B19 thì nhanh tay comment giúp shop nha. Tại vì sau livestream thì mua bộ này với giá 250 mọi người nha. Và nếu mà mình có xem livestream thì tranh thủ đặt trong livestream nha. Rồi B19 nha, còn chị nào muốn sầu B19 thì nhanh tay comment giúp shop nha. Bây giờ shop sẽ chuẩn bị chuyển qua B20 nha. Bây giờ shop sắp chuyển qua B20 rồi nha các chị các bạn, nhanh tay nha. Shop sắp chuyển qua mã B20 rồi các chị các bạn, nhớ nhanh tay mình đặt nha các chị các bạn ơi. Vì còn 2 mã hàng nữa thôi là shop sẽ kết thúc live này rồi. Nên mình nhanh tay mình đặt những món hàng mình thích liền các chị và các bạn nha. Và kết thúc live các chị cũng có thể đặt, nhưng mà đặt thì
thì mình sẽ nếu mà đặt một combo trong live rồi mình đặt thêm một combo nữa thì mới có giá 99.000 combo sau các chị và các bạn nha. Còn bây giờ mình sẽ qua mã các chị và các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chuyển qua B20 nha mọi người nha. B20 và B21 là hai mã cuối cùng của ngày hôm nay. Các chị và các bạn tranh thủ đặt nha. B20 và B21 là hai mẫu cuối cùng. Chị nào vào trễ thì cứ tranh thủ đặt nha. Sau livestream thì mình có thể xem lại nha, rồi mình đặt thêm một bộ nữa nha. Chị nào vào trễ thì cứ đặt một bộ trong live từ đây đến cuối live nha. Sau livestream thì mình có thể chọn thêm một bộ nữa. B20 rất là xuất sắc luôn đó. Minh Thuyền đang mặc một chiếc B20. B20 một chiếc áo xanh màu đậm như thế này đó. Mình phối hợp với một chiếc chanh váy. Chanh váy này đang là hot trend hiện nay nha. Các chị và các bạn chưa có thể là chưa biết cái form này. Cái form này đang là mới nhất của cái form chanh váy hiện nay nè. Cái form chanh váy mà chanh váy kiểu may thiết kế á, thì đó nó sẽ có cái kiểu đắt dẻ như thế này. Vải của chanh váy này siêu đẹp luôn, cái bộ này vải siêu đẹp mọi người ơi. Không có ai tin mà cái bộ này 99.000 hết mọi người ơi. B20 nha mọi người nha, không ai tin là cái bộ này 99.000 hết. Và nhớ là nếu mà mình vào trễ thì mình cứ chọn nha, 99.000 áp dụng khi mình mua hai bộ bất kỳ trong livestream. Kết thúc livestream mình chỉ lấy một bộ là 129.000 nha. Dạ em chúc cho Gia Lương ok, em thấy rừng mã của mình rồi nha. Comment địa chỉ giúp sắp nha Gia Lương nha. Các chị và các bạn nào đặt hàng chưa có địa chỉ comment giúp sắp luôn nha. Dạ Jessica Trần ok, B20 Jessica Trần, đây là mã thứ hai của mình nha. Rồi B20 giúp sắp mọi người nha, cái cổ V trên váy có quần bên trong. Dạ những cái kiểu trên váy như thế này sẽ không may quần bên trong nha. Nói chung cái chuyện quần bên trong thì mọi người cứ yên tâm, tại vì nếu mà người mà mặc cái váy mà không có quần bên trong á thì mọi người có thể mua cái quần mặc váy á, rất là nhiều chỗ bán cái quần mặc váy thì mọi người chọn nha. Dạ shop ở Sài Gòn nha, Lê Như nha. Rồi chương váy này thì không có quần bên trong nha, tại vì nếu mà may cái quần trong nó sẽ làm mất cái form váy á, nên là cái váy này sẽ không may quần trong mọi người nha. Rồi B20 ai muốn lấy B20 thì nhanh tay comment giúp shop nha. Shop chuẩn bị chuyển qua B21 và B20 và B21 là hai mã cuối cùng của livestream này nha. Các chị và các bạn nhanh tay đặt hàng nha. B20 và B21 là hai mã cuối cùng nha. Trong livestream mới có giá 99.000 nha. Mình có đặt một bộ trong live, sau livestream mình chọn thêm một bộ nữa vẫn được nha. Còn nếu mà sau livestream mình mới chọn thì mỗi bộ sẽ có giá là 250 mọi người nha. Ok. Rồi ai còn muốn lấy B20 thì nhanh tay comment giúp shop nha. Rồi B21 chúng ta chờ B21 ra luôn nha. B20 21 là hai mã cuối cùng. Các chị và các bạn tranh thủ xem nha. B20 và B21 là hai mã cuối cùng của ngày hôm nay các chị và các bạn nha. Ai mà vô đó. Ok rồi. Chị bà Hân. Qua đây chị. Em lên tìm đi. Này là gì ạ? Con bảo. Em sẽ bỏ hết đã, em bỏ. Hoàng Thương, ủa chết, có hai Hoàng
Thương được không? Không. Rồi Hoài Thương, ok. Ủa, khoan, chị Hoài Thương khác nha. Chị Hoài Thương nãy có một chị thôi đúng không? Tao một chị với mấy chị. Ủa, chị hai combo kèm một áo 79 ngàn. 1, 2, 3, 4, 5, 5 combo rồi. Chị Hoài Thương 5 combo rồi. Chị Hoài Thương ơi, sao em thấy trong trong ấy thì chị chốt tới 5 combo rồi mà chị ơi. 5 combo rồi mà. Đặt đừng có hủy giúp nha, đừng có hủy rồi ấy. Con ơi, đặt hàng là giúp shop là đừng có hủy. Tức là mình đừng có đặt 10 bộ xong mình lấy 2 bộ thì rất là tội shop nha. Tại vì shop chưa đủ số lượng thì shop mới qua mẫu ấy. Nên là mình đặt bộ nào chắc chắn bộ đó nha. Chứ shop không có hủy và đổi nha mọi người nha. Shop không có đổi qua đổi lại nha. Chị Hoài Thương nãy giờ em ghi nhận của chị là 1, 2, 3, 4. Chị Hoài Thương tổng cộng là 5 bộ rồi nha chị nha. Nên là đừng có hủy giúp shop nha chị nha. Rồi, Bèo Hải cho mình địa chỉ nha. Mẫn Lê bao nhiêu vậy chị ơi? 40kg mặc vừa không? B20 ơi. À, Mẫn Lê ơi, B20 40kg mặc vừa nha. Dưới 55kg mình mặc vừa. Mẫn Lê cho mình địa chỉ đi các chị và các bạn ơi. Bao nhiêu vậy? Vẫn là giá một combo 129.000. Hai combo bất kỳ trở lên có giá 99.000 mỗi combo nha. Rồi. Ok, dạ, ok chị Hoài Thương nha. Các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn nào chốt hàng thì đặt cho em mã hàng kèm địa chỉ kèm số điện thoại nha. Và các chị nhớ chắc chắn giúp em như các chị dạ, đúng các rồi, bạn chị nha. Hoài Thương, cảm ơn chị. Rồi, em cảm ơn chị Hoài Thương nha các chị các bạn ơi. Mua hàng bên shop là cực kỳ lời luôn các chị các bạn ơi. Những cái mã hàng như vậy ở đâu ra mà có giá 99.000 nguyên một cái áo kèm cái váy chị. Và các chị các bạn ơi, tranh thủ chốt đi, em chuẩn bị tắt like trong vòng 10 giây nữa rồi, các chị và các bạn nhanh tay chốt nha. Ok mọi người nha. Rồi bây giờ còn ai muốn sở hữu combo B20 và B19 B20 và B21 nữa nhanh tay comment nha. Tại vì đây là hai mã cuối cùng của livestream này nha. Và mọi người ơi, đặt hàng thì nhớ cho sắp địa chỉ. Mỏng Lê ơi, cho sắp địa chỉ để sắp tắt like luôn nha. Mỏng Lê nha. Mình mới chọn được một bộ nha. Một bộ kết thúc livestream mình lấy một bộ duy nhất sẽ là 129.000 mọi người nha. Mỏng Lê cho sắp địa chỉ nha. Chỉ có mình Mỏng Lê là chưa có địa chỉ nữa thôi ạ. Mẫn Lê ơi, cho mình shop, cho shop địa chỉ nha. Còn nếu không thì shop không thể nào bán hàng cho Mẫn Lê được đâu. Mẫn Lê ơi, cho shop địa chỉ nha. Chỉ còn thiếu Mẫn Lê thôi nha. Rồi, các chị và các bạn ơi, nhanh tay nha. Nhanh tay comment B20 hoặc B21 kèm địa chỉ kèm số điện thoại em sẽ tắt like trong 10 giây nữa nha. Rồi các chị các bạn nhanh tay tranh thủ nha các chị và các bạn ơi. Ok rồi mọi người ơi, ai còn câu hỏi nào nữa thì comment giúp shop luôn nha. Shop chuẩn bị tắt like trong ít giây nữa thôi nha. Mọi người nhớ thoại cho số thoại là được mà. À chị Hiền Khác đã cho sắp địa chỉ. Hiền Khác có địa chỉ chưa ta? Chị ơi phải có địa chỉ luôn em mới gửi hàng được á. Tại vì mỗi ngày đơn hàng nó rất là nhiều nên mọi người thông cảm giúp em nha. Rồi mỗi thấy ngày... địa chỉ của Mẫn Lê rồi nha. Mỗi ngày đơn hàng nó rất là nhiều nên là các chị thông cảm giúp em là cho địa chỉ để em làm hàng nhanh nhất á. Chứ không là ví dụ như các chị nghĩ thì tưởng tượng ví dụ 100 mấy đơn hàng mà cứ gọi rất là lâu luôn á và hàng đi nó bị dồn động á, nó bị tồn động nó từ ngày này qua ngày khác, các chị lâu nhận hàng thì rất là tội các chị luôn. Nên là chúng em nghĩ cho các chị để mà các chị nhận hàng nhanh nhất thì cho em địa chỉ luôn nha mọi người nhé. Lúc này đặt dạ ok chị Hiền Khác ơi, chị cho nãy chưa cho em địa chỉ thì cho em luôn nha chị Hiền Khác nha. Chị Hiền Khác ơi cho em địa chỉ luôn để em tắt like luôn chị nha. Em có nốt cho chị một mã B16 đúng rồi ạ. Rồi chị Hiền Khác ơi, cho em địa chỉ nếu mình chưa cho này chị Hiền Khác ơi. Bây giờ mình chờ địa chỉ của chị thôi thì em tắt like nha. Chị Trang Trần ơi, nếu mà mình đã đặt một sản phẩm trong like rồi thì mình sẽ được đặt thêm một sản phẩm nữa. Nếu mình đặt thêm một sản phẩm nữa thì mình sẽ được áp dụng với giá 99.000 mỗi combo các chị và các bạn nha. Khi mua hai combo bất kỳ nha. Còn nếu mà các chị và các bạn tắt like mà chỉ tắt like rồi thì mình mới đặt thì mình không có giá ưu đãi đâu các chị các bạn nha. Ok chị Hiền Khác, cảm ơn chị rất dạ rồi em cảm ơn địa chỉ của chị Hiền Khác nha. Rồi em cũng phải Như Tâm ơi, sau livestream em Như Tâm em được một bộ rồi, sau livestream em xem lại rồi em chọn thêm một bộ nữa nha. Để chị em sẽ đeo. Ok Huỳnh Thị Bảo Như nha, đặt trễ thế. Rồi Huỳnh Thị Bảo Như ơi, cho mình địa chỉ và số điện thoại liền nha. Huỳnh Thị Bảo Như cho sắp địa chỉ và số điện thoại nha. Nhớ là kết thúc live mình chỉ lấy một bộ duy nhất, giá sẽ là 129.000 nha. Chị nào bạn nào muốn chọn thêm một bộ nữa thì sau livestream có thể tắt live mọi người xem lại rồi chọn thêm một bộ nữa nha. Tí em đặt thêm ok tí okay, Như Tâm nha. Một xíu nữa mình quay trở lại với live của shop hoặc là kéo trở lại live của shop để mình coi nha. Rồi các chị các bạn ơi, chị Huỳnh Thị Bảo Như ơi, cho em địa chỉ và số điện thoại. Em còn chờ địa chỉ và số điện thoại của mình để em tắt live nha. Các chị các bạn ơi, đặt hàng thì
cho giúp em địa chỉ và số điện thoại để em nhanh chốt hàng cho mọi người nha. Tại vì em chốt hàng cho mọi người nhanh chỉ khi mình có đủ địa chỉ và số điện thoại thôi ạ. Chị Mẫn Lê, em lấy B21, B22 luôn là giá bao nhiêu vậy? 99.000 mỗi combo đấy. Mẫn Lê ơi, hai combo bất kỳ thì 99.000 mỗi combo, còn một combo duy nhất thôi thì mình có giá 129.000 nha. Ok Mẫn Lê nha, sắp chốt cho mình là B20 và B21 đi nha. Mấy ngày có hàng và từ 3 đến 6 ngày nha. Các tỉnh ở phía Nam thì mình sẽ có hàng nhanh hơn, các tỉnh phía Bắc các chị và các bạn nha. Mẫn Lê là 4 ngày là tới rồi. 4 ngày là tới rồi Mẫn Lê nha. Rồi bây giờ em sẽ tắt like đây các chị các bạn nha. Các chị các bạn không còn thắc mắc gì nữa, 5 giây để cho mọi người đặt câu hỏi và Madam sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người nha. Chị Huỳnh thì bao nhiêu em thấy địa chỉ và số điện thoại của chị rồi, em cảm ơn chị ạ. Rồi các chị và các bạn ơi, không còn thắc mắc gì nữa em sẽ tắt like nha. Rồi ok các chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại các chị và các bạn và một chút xíu nữa shop sẽ tiếp tục like vào khung giờ tiếp theo các chị và các bạn nha. Shop sẽ